Máy bay chở 65 tù binh Ukraine rơi ở Nga, toàn bộ thiệt mạng. Thông tin trên nhóm thông tấn xã Việt Nam dẫn nguồn tin từ đài Russia Today Nga đưa tin vào ngày 24 tháng 1. Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay quân sự IL-76 đang chở 65 tù binh để trao đổi thì xảy ra vụ việc. Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận đây là số tù binh Ukraine và máy bay chở họ đã rơi ở vùng Belgorod, giáp biên giới Ukraine. Ngoài 65 tù binh Ukraine, còn có 6 thành viên phi hành đoàn và 3 người đi cùng tù binh. Chuyến bay này đã được lên lịch từ trước vào lúc 11 giờ sáng giờ địa phương. Các tù binh đã được chuyển đến vùng Belgorod để trao đổi. Các quan chức quốc phòng cũng cho biết Nga đã cử một ủy ban điều tra nguyên nhân vụ việc. Kênh Telegram 112 dẫn nguồn tin cho biết vụ tai nạn xảy ra gần làng Yavlonovo, biên giới khoảng 90 km. Kênh này lúc đó nói rằng không có người sống sót. Theo hãng tin Reuters, video đăng trên tài khoản Telegram của Baza, một kênh liên kết với các cơ quan an ninh Nga, cho thấy một chiếc máy bay lớn rơi xuống đất và phát nổ tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ. IL-76 là máy bay vận tải quân sự được dùng để vận chuyển binh lính, hàng hóa thiết bị quân sự và vũ khí. Máy bay này có phi hành đoàn, thường gồm 5 người và có thể chở hơn 90 người. Trong khi đó, thống đốc khu vực Belgorod, ông Vyacheslav Gladkov, cho biết có một sự cố không xác định đã xảy ra ở quận Korochansky của khu vực này, phía đông bắc thành phố Belgorod, và ông sẽ kiểm tra hiện trường. Ông nói thêm rằng các nhà điều tra và nhân viên cấp cứu đã có mặt tại hiện trường. Điện Kremlin thông báo họ đang xem xét tình hình. Vùng Belgorod giáp biên giới Ukraine thường xuyên bị Ukraine tấn công trong những tháng gần đây, trong đó có vụ tấn công tên lửa vào tháng 12 năm 2023, khiến 25 người thiệt mạng.